Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các quận huyện, thành phố thủ đức nghiên cứu, thực hiện các biện pháp bố trí để người dân đi chợ một lần mỗi tuần đối với vùng xanh. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản khẩn về việc tăng cường một số biện pháp thực hiện công tác dịch sau ngày 23 tháng 8, trong đó Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao công an thành phố tham mưu việc tiếp tục siết chặt các đối tượng được tham gia lưu thông. Các cơ quan, đơn vị xác định các dấu hiệu nhận diện đối với cán bộ, công chức, người lao động Sở Công Thương cùng Công an thành phố phối hợp thực hiện việc quản lý đội ngũ người giao hàng trong việc tổ chức phân phối hàng hóa đến các hộ dân. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức nghiên cứu, thực hiện các biện pháp bố trí để người dân đi chợ một lần mỗi tuần đối với vùng xanh. Trong công tác an sinh xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cần hỗ trợ bổ sung đầy đủ cho đối tượng còn thiếu trong gói hỗ trợ an sinh số 2, thực hiện các biện pháp hỗ trợ chủ nhà trọ. Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch Covid-19 chuẩn bị 2 triệu túi an sinh, đảm bảo nguyên tắc không bỏ sót những trường hợp khó khăn, chuẩn bị các suất ăn dinh dưỡng cung cấp cho các trường hợp ép không có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu thành lập các tổ công tác đặc biệt tại phường, xã, thị trấn thành, tập trung ở những vùng có nguy cơ cao và rất cao. Thành phần mỗi tổ bao gồm chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, công an, quân đội, công chức viên chức, cán bộ phường thành viên tổ COVID-19 cộng đồng. Các tổ công tác đặc biệt tham gia kiểm tra, nhắc nhở, vận động người dân thực hiện tốt giãn cách xã hội. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu từ 0 giờ ngày 23 tháng 8, toàn địa bàn sẽ tăng cường các biện pháp theo chỉ thị 16 của Thủ tướng với phương châm xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn, mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng chống dịch. Tại buổi làm việc của tổ công tác đặc biệt của chính phủ về thực hiện phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam chiều ngày 20 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phạm Thị Thắng cho biết, từ ngày 23 tháng 8, người dân thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội ai ở đâu ở yên đó, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố ấp cách ly khu phố ấp, phường xã thị trấn cách ly phường xã thị trấn. Theo đó, thành phố dự kiến các mặt hàng thiết yếu theo giá trị dinh dưỡng, từ đó tính cụ thể chi tiết số lượng hàng hóa, gạo, đường, nước mắm, dầu ăn. Mỗi ngày, thành phố đang chỉ đạo Sở Công thương Phối hợp với 24 quận huyện thành phố Thủ Đức và triển khai xuống phường xã để thống kê số lượng cửa hàng tiện lợi, tiện ích cũng như khảo sát nhu cầu của người dân, từ đó siết chặt hơn một bước, không để người dân tự đi chợ mà tổ chức cung ứng